Thomas. Thomas. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 3 và trận đấu thứ 4. Đây là màn hình máy của Thủy Bạch Long cầm Funesian ngoài cánh. Vâng, bãi quả thấy rồi, thấy luôn cả bãi hiên và thấy luôn cả vàng. Chèn 2-75. Vâng, nhìn nó đẹp hơn hẳn. Hoàng Lan trận này cầm Milan. Vâng, trong cánh. Hy vọng Hoàng Lan 7 công A phu phàng. Egip là quần áo ngoài cánh và với Egip nữa của VBM. Thì chúng ta cùng theo dõi màn hình máy của Thủy Bạch Long. Vâng, trận này anh cầm Funesian. Funesian là một quân lợi gấu, chặt gấu 13 ngay từ đầu. Vì vậy mà sẽ có điều kiện thuận lợi ép đầu sớm. Và cũng là một quân có đa dạng các loại quân. Đánh lạc đà cũng được. Vâng, đánh cung vợ cũng được và thậm chí lên được cả cung A. Đầu 4 thì Funesian mạnh về voi. Voi của Funesian thì giá vàng cực rẻ, chỉ có 30 vàng thôi, cả với bắn và cả với hút. Omas, 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 Om
Homeless.
Như vậy là cuối cùng thì Tuyển Vĩnh Long sau một hồi chạy cố, anh đã phải bỏ nhà ra đi. Vâng, toàn bộ số dân của anh đã phải chạy rồi. Bây giờ thì chúng ta chuyển sang máy của Hoàng Lan. Hoàng Lan cung 21, 7-4 và giáp 0-2 đang bắt đầu đẩy quân rồi, đang có tham là 90. Và lúc đầu thì Hoàng Lan rất vất vả khi mà Tuti chém thẳng vào trong nhà Hoàng Lan, thì không chém qua nhà của Tuyển Vĩnh Long. Vâng, rất tuyệt vời. Đây là những chiến thuật hợp lý của các game thủ BT Hà Nội. Hôm nay Hà Nội đang thi đấu như Lâm Đồng. Vâng, rất nhiều cung giờ của cầu thủ Hoàng Mai Nhi. Cậu bên này Hoàng Mai Nhi ngoài cánh cũng giống như Tuyển Vĩnh Long, hai Tunisia thì một Tunisia đánh chém, một Tunisia đánh cung. Và Tuyển Vĩnh Long gần như trận này anh đánh chém thì cũng không được tốt cho lắm, vì vậy mà cũng căn bản một điều là do nhà của Hoàng Mai Nhi quá đẹp. Vâng, nhà của Hoàng Mai Nhi phải nói là siêu kín, vì vậy mà khi có phát triển cung một góc 12 giờ quá đẹp. Vâng, tỷ số là 3-0 ở trận đấu thứ tư. Tỷ số C đang là 3-1 nhưng ở phía tư Hà Nội.